Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Đã 3 ngày Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19. Đến thời điểm này cả nước có 268 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó có 201 trường hợp được chữa khỏi. Tăng cường phòng chống dịch COVID-19 cho người có bệnh lý nền và người cao tuổi. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thông tin từ Bộ Y tế cho biết tính đến 6 giờ sáng ngày 19 tháng 4, cả nước không có ca mắc mới COVID-19. Như vậy đã 3 ngày Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19. Đến nay Việt Nam ghi nhận 268 ca nhiễm COVID-19, trong đó đã có 201 ca đã khỏi bệnh. Hiện chỉ còn 67 bệnh nhân đang điều trị tại 11 cơ sở y tế trên cả nước, trong đó tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương có số lượng bệnh nhân điều trị đông nhất với 43 bệnh nhân. Đa số các bệnh nhân đều có sức khỏe ổn định. Trong số các ca bệnh được công bố chữa khỏi có bệnh nhân số 133, bệnh nhân đầu tiên và cũng là duy nhất đến thời điểm này của tỉnh Lai Châu, có địa chỉ tại ngõ 224 đường Trần Phú, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, cũng đã được chữa khỏi COVID-19. Cùng với đó, bệnh nhân số 172 là con dâu của bệnh nhân số 133 cũng đã được công bố chữa khỏi. Như vậy, đến thời điểm này, Lai Châu không còn trường hợp nào được xác định nhiễm COVID-19. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh vừa ban hành công văn số 125 CV-BCD về việc tăng cường phòng chống dịch COVID-19 đối với người cao tuổi, người có bệnh mãn tính và bệnh lý nền và khai báo y tế điện tử. Công văn nêu rõ, hiện nay tình hình dịch COVID-19 trên thế giới và trong nước đang có những diễn biến phức tạp, làm tăng nguy cơ lây nhiễm tại cơ sở y tế và cộng đồng. Để giảm thiểu tối thiểu sự lây lan, chủ động ngăn chặn, ứng phó kịp thời hiệu quả với dịch bệnh, đặc biệt là tại cộng đồng và các cơ sở y tế nhằm mục đích bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe của nhân dân, thì nhất là tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người bệnh mãn tính, người có bệnh lý nền và người cao tuổi. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh đề nghị các đơn vị chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung sau. 1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thống kê, lập danh sách, theo dõi quản lý chặt chẽ sức khỏe của người cao tuổi, đặc biệt là người có các bệnh lý nền và các đối tượng có nguy cơ cao trên địa bàn quản lý. Tăng cường công tác truyền thông, khuyến cáo và thông báo tới các hộ gia đình có người cao tuổi, người có bệnh lý nền và các đối tượng có nguy cơ cao hạn chế tối đa việc ra ngoài, đến khu vực công cộng, hạn chế tiếp xúc với người khác. Khi có vấn đề về sức khỏe phải liên hệ ngay với cơ sở y tế xã, phường, thị trấn để được tư vấn hỗ trợ kịp thời. Trong trường hợp thực sự cần thiết, cấp cứu mới đến các cơ sở y tế để khám bệnh, chữa bệnh. Thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ cá nhân khi ra khỏi nhà như sử dụng khẩu trang, sát khuẩn tay. Tăng cường công tác tuyên truyền việc khai báo y tế của người dân, ưu tiên khai báo y tế cho người từ 60 tuổi trở lên và người có bệnh lý nền, bệnh không lây nhiễm hoặc các bệnh lý khác bằng hình thức khai báo thực hiện trên các thiết bị như điện thoại thông minh, máy tính bảng, thông qua ứng dụng khai báo sức khỏe toàn dân, NCOV. 2. Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện tuyến tỉnh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố tổ chức thực hiện các nội dung sau. Cấp phát thuốc điều trị các bệnh mãn tính với thời gian dài hơn cho tất cả các đối tượng trên địa bàn, thực hiện cấp thuốc điều trị các bệnh mãn tính tối thiểu 2 tháng, tuyên truyền thực hiện khai báo y tế điện tử hoặc hồ sơ điện tử đầy đủ cho người dân, ưu tiên khai báo y tế cho người từ 60 tuổi trở lên và người có bệnh lý nền, bệnh không lây nhiễm hoặc các bệnh lý khác bằng hình thức khai báo thực hiện trên các thiết bị như điện thoại thông minh, máy tính bảng. Dịch COVID-19 là bệnh truyền nhiễm nhóm A lây truyền qua đường hô hấp từ người sang người. Theo khuyến cáo, mọi lứa tuổi đều có thể mắc COVID-19, trong đó thì nhóm người cao tuổi, nhất là người cao tuổi có các bệnh lý nền mãn tính như là tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn hay là khớp kèm theo khi mắc COVID-19 sẽ khiến bệnh tiến triển nặng và nguy cơ tử vong cao hơn. Do đó, việc chú ý chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi đúng cách trong thời điểm nhạy cảm này là việc làm rất cần thiết. Để nắm rõ tình hình sức khỏe của người cao tuổi có bệnh lý nền như tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn, hiện nay ngành y tế tỉnh đang triển khai việc khám sàng lọc sức khỏe toàn dân. Trong đó chú trọng việc quản lý, rà soát tất cả các trường hợp người cao tuổi, người mắc bệnh lý mãn tính, các bệnh không lây nhiễm, thực hiện chăm sóc sức khỏe tại nhà. Điều trị cũng phải cái bệnh này cũng phải 10 năm nay rồi. Nên là vào trong chỗ các bác trong ấy là các bác vẫn cứ điều trị, tháng nào hai ông bà cũng đi đều, cứ uống thuốc đều, sáng là cứ một viên tiểu đường, một viên cao này, rồi sáng mắt rồi là các thứ đấy.
Thế đến tối cũng thế, không có bỏ quên bữa nào. Cái bệnh COVID này thì ông bà vẫn cứ ở trong nhà suốt, chả dám đi đâu. Mới đây, Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thống nhất thực hiện việc cấp thuốc bảo hiểm y tế điều trị ngoại trú đối với các trường hợp người cao tuổi, người mắc các bệnh mãn tính nhằm hạn chế tối đa việc đi lại, tiếp xúc bên ngoài cho người dân. Các bác sĩ căn cứ vào tình trạng người bệnh để có thể kê số lượng thuốc sử dụng trong đơn cho người bệnh trong 2 tháng thay vì quy định hiện hành chỉ cấp 1 tháng như hiện nay. Việc kê đơn thuốc này chỉ thực hiện trong thời gian phòng chống dịch COVID-19. Bị kế bệnh tăng huyết áp, thế là hôm nay tôi là đến lĩnh thuốc. Từ trước nay là tôi đến mỗi tháng tôi phải đến một lần, có cái bệnh dịch như thế là bác sĩ phải kê đơn cho bà con chúng tôi với lại bản thân tôi 2 tháng một lần như thế là để tránh những cái tình trạng có cái bệnh dịch này. Các bác sĩ khuyến cáo, ngoài việc tuân thủ các nguyên tắc chung về việc rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang khi giao tiếp, người cao tuổi cần hạn chế việc thăm hỏi và tiếp xúc với người thân và bạn bè trong thời gian này. Người cao tuổi nên đi bộ trong nhà để vận động, tránh tình trạng chỉ nằm hoặc ngồi một chỗ. Việc di chuyển giúp máu huyết lưu thông và tốt cho thể trạng người già. Ngay cả những việc lặt vặt trong nhà cũng là cách vận động và tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe đối với người lớn tuổi lúc này. Tại thì đáng lẽ cái bệnh mãn tính này thì thường thường là cấp 1 tháng một lần. Thế nhưng mà do tình hình dịch bệnh này thì hai tháng cấp thuốc một lần. Thì trong quá trình cấp thuốc tư vấn điều trị bệnh nhân thì chúng tôi cũng lấy số điện thoại để tư vấn cho bệnh nhân trong quá trình uống thuốc thì có vấn đề gì sẽ liên lạc lại tại các bác sĩ. Còn chế độ dinh dưỡng hay vệ sinh phòng dịch thì vệ sinh dịch luôn hướng dẫn bệnh nhân cũng như người nhà bệnh nhân thì luôn sát khuẩn đều đặn, rửa tay rồi đúng theo quy trình của Bộ Y tế. Thứ hai là chế độ dinh dưỡng thì đảm bảo ăn đầy đủ chất dinh dưỡng và tăng cường thể dục thể thao, tăng cường sức khỏe, đảm bảo phòng chống dịch bệnh tại hiện tại Việt Nam. Nếu người cao tuổi không thể đến bệnh viện tái khám bệnh thì có thể đến trạm y tế gần nhất để được khám điều trị ban đầu. Hoặc có thể lấy số điện thoại của nhân viên y tế để được bác sĩ tư vấn về việc sử dụng thuốc và chăm sóc sức khỏe trong mùa dịch. Đồng thời, khi có vấn đề về sức khỏe, phải đến ngay các cơ sở y tế để có các biện pháp hỗ trợ điều trị kịp thời. Nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo tinh thần chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 31 tháng 3 năm 2020, huyện Than Uyên đã ban hành văn bản số 529 yêu cầu các đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm chỉ thị với tinh thần chống dịch như chống giặc. Trên tinh thần đó, thì Hợp tác xã Phương Nhung, đơn vị được giao nhiệm vụ thu gom các chất thải sinh hoạt trên địa bàn thị trấn Than Uyên và một số xã lân cận đã có những biện pháp cụ thể phòng chống dịch bệnh này. Được UBND huyện Than Uyên giao nhiệm vụ thu gom các chất thải sinh hoạt trên địa bàn thị trấn Than Uyên và một số xã lân cận như Phúc Than, Mường Than và Mường Cang. Những năm qua, Hợp tác xã Phương Nhung đã thể hiện rõ vai trò trách nhiệm của Hợp tác xã trong việc thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Hợp tác xã đã thực hiện nghiêm chỉnh về chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, chú trọng tuyên truyền, vận động công nhân trong công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo tốt về việc phòng tránh dịch bệnh. Nói chung là có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, quyết định của Mặt trận Tổ quốc huyện Than Uyên. Thì là về phía Hợp tác xã thì cũng đã nhận được các công văn của tỉnh, của huyện, đã họp anh chị em, nói chung là cũng để bảo vệ sức khỏe và ngăn ngừa dịch bệnh. Thì Hợp tác xã Phương Nhung là đã tuyên truyền cho chị em là cố gắng là đeo khẩu trang, găng tay, quần áo bảo hộ lao động và cách xa nhau là mỗi người là một cây rưỡi số là chỗ công việc quét dọn, cho nên là về công việc thì là chị em không gần gũi nhau và cách xa nhau, cho nên là cố gắng giữ ở cái mặt độ như thế. Thế về còn hết công việc ở trên mặt đường thì nhà ai ở nhà đấy, chứ cũng không có tụ tập. Kể cả đến giờ phút này là Hợp tác xã Phương Nhung, kể cả chi lương cũng phải chia tách ra từng người một lên lĩnh lương, chứ không được 2-3 người lên lĩnh lương. Đấy, về cái dịch virus thì Hợp tác xã Phương Nhung đã tuyên truyền vận động anh em như thế. Hiện nay trên địa bàn của huyện Than Uyên, trung bình mỗi ngày lượng rác thải sinh hoạt được thải ra môi trường là rất lớn. Trong đó thì lượng rác ở 4 xã thị trấn là từ 15 đến 16 tấn một ngày, nên số lượng công nhân của hợp tác xã là lớn với gần 20 công nhân. Hợp tác xã đã chủ động tuyên truyền cụ thể như giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét, trang bị đầy đủ cho thiết bị an toàn lao động, nhắc nhở công nhân đeo khẩu trang và găng tay, thực hiện chi trả lương đến từng người nhằm tránh tập trung đông người. Tôi thường xuyên nhắc nhở anh chị em trong đội làm, tức là
phải đeo khẩu trang, găng tay đầy đủ, đấy, rồi bảo đồ bảo hộ đầy đủ mới đi làm, đấy, tức là do quy định của nhà nước là phải đeo khẩu trang và đeo găng tay, đấy, được. Khi đi làm xe đến để chúng tôi tập kết rác thì anh chị em đều phải là cách nhau từ 2 mét trở lên, đấy, để đảm bảo phòng chống dịch. Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, Hợp tác xã Phương Nhung triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng phương án đảm bảo vệ sinh môi trường, kết hợp phòng tránh dịch COVID-19 hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của Hợp tác xã. Cùng với việc tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt ở từng chi bộ, những năm vừa qua, Đảng bộ xã Pa Khóa, huyện Sìn Hồ luôn chú trọng công tác phát triển đảng viên mới. Cùng với việc tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt ở từng chi bộ, những năm qua, Đảng bộ xã Pa Khóa, huyện Sìn Hồ luôn chú trọng công tác phát triển đảng viên mới. Trước những khó khăn về trình độ học vấn, nguồn nhân lực trong độ tuổi kết nạp đảng thường đi làm ăn xa, không sinh hoạt tại địa bàn, gây cản trở cho việc tạo nguồn kết nạp đảng. Đảng ủy xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung ưu tiên các bản có điều kiện kinh tế khó khăn, có ít đảng viên song vẫn đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ năng lực, có phẩm chất chính trị vững vàng, gương mẫu trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Như vậy, hàng năm Đảng bộ xã đều hoàn thành chỉ tiêu kết nạp từ 5 đến 7 quần chúng ưu tú vào Đảng, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ đến nay là 129 đảng viên. Trong quý 1 năm nay, huyện Tân Uyên đã phân bổ gần 32 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, trong đó nguồn vốn đầu tư trên 25 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 6,5 tỷ đồng. Ngoài ra, huyện cũng đã tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện xây dựng nông thôn mới với 114 buổi cho trên 4.000 lượt người tham gia, vận động nhân dân vệ sinh môi trường, chỉnh trang khuôn viên, xây dựng cảnh quan ở khu dân cư. Trong thời gian tới, huyện tiếp tục quan tâm phân bổ nguồn vốn đầu tư cho xây dựng nông thôn mới để các xã giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, tiến tới xây dựng huyện nông thôn mới theo kế hoạch đã đề ra. Toàn huyện Tam Đường hiện có 10 xã, 1 thị trấn, 54 bản và 38 điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo với trên 1.600 hộ, hơn 8.500 nhân khẩu có niềm tin theo các tổ chức tôn giáo. Thời gian qua, huyện đã tăng cường phòng chống lây lan dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona tại các điểm thờ tự tôn giáo. Công tác nắm bắt tình hình tôn giáo và hoạt động tôn giáo trên địa bàn được tăng cường. Đồng bào có niềm tin tôn giáo, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của cơ quan y tế. Nhằm đảm bảo môi trường lao động an toàn, thời gian vừa qua, công trình thủy điện Nậm Sò 2, huyện Phong Thổ đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng, sức khỏe cho công nhân và người lao động. Tại công trình thủy điện Nậm Sò 2, do đây là thời điểm gấp rút nên hàng ngày có hàng chục công nhân tập trung làm việc. Do điều kiện đặc thù khi thường xuyên tiếp xúc với máy móc và làm việc nơi có độ cao lớn nên mọi công nhân ở đây, ngoài được trang bị kiến thức, đồ bảo hộ thì họ đều tuân thủ mọi nguyên tắc an toàn trong lao động. Về phía công ty thì em cung cấp đầy đủ trang thiết bị bảo hộ cho anh em, một năm thì được 2 bộ quần áo, mũ, giày bảo hộ lao động, khẩu trang, kính. Còn về phía anh em công nhân thì anh em đã tuân thủ đầy đủ những quy tắc của công ty đề ra để đảm bảo an toàn lao động. Công trình thủy điện Nậm Sò 2 là công trình thủy điện nằm trên hai xã Nậm Xe và Mường Sò của huyện Phong Thổ với công suất 18 MW. Công trình có tổng mức đầu tư gần 600 tỷ đồng và được chính thức khởi công vào tháng 9 năm 2019 và dự kiến đi vào hoạt động vào cuối năm nay. Hiện nay, gần 50 công nhân của công trình đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục nhằm đảm bảo tiến độ. Trong quá trình thi công, công tác đảm bảo an toàn lao động luôn được đơn vị nhà thầu đặt lên hàng đầu. Bên cạnh việc thực hiện công tác đào tạo, huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động, giúp người lao động sử dụng thành thạo các trang thiết bị kỹ thuật an toàn, thì công ty luôn chủ động trang bị những đồ bảo hộ lao động cần thiết như mũ, áo, ủng, găng tay cho 100% công nhân làm việc tại công trường. Đối với công tác an toàn lao động thì công ty cũng cho tập huấn theo quy định. Rồi là trên công trường thì cũng có thành lập ban an toàn giám sát và thực hiện theo cái quy định để đảm bảo an toàn cho các cái vị trí thi công cho anh em công nhân. Ngoài những cái việc mà tập huấn theo quy định rồi cho anh em thì tất cả các cái trang bị bảo hộ lao động trên công trường thì công ty đã cũng chấp hành và quán triệt đến mọi người để thực hiện đúng cái quy định để đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện thi công.
Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy chính quyền và đặc biệt là sự đồng thuận của nhân dân, năm 2016, xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn chương trình xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, để các tiêu chí nông thôn mới thực sự hiệu quả và bền vững thì đòi hỏi xã phải có hướng đi, cách làm đúng. Hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn ở xã tái định cư Mường Mô có nhiều đổi thay, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên đáng kể. Nhà cửa, các khu dân cư được chỉnh trang, các công trình để phục vụ sản xuất, dân sinh được xây dựng và cải tạo, đường bản, ngõ xóm được bê tông hóa sạch đẹp. Trong các tiêu chí như thủy lợi, điện sinh hoạt, chợ nông thôn được xem là tiêu chí cứng. Với sự đầu tư của nhà nước và huy động nội lực từ nhân dân thì các tiêu chí này cơ bản ổn định và bền vững. Tuy nhiên, các tiêu chí mềm như môi trường, thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ hộ nghèo, an ninh trật tự được xem là khó bởi ranh giới giữa đạt và không đạt các tiêu chí này vốn mong manh và dễ rơi vào tình trạng không bền vững. Những tiêu chí này mặc dù khi xây dựng không phải đầu tư quá nhiều công sức, tiền của, nhưng để giữ vững phải mất nhiều thời gian tuyên truyền, vận động vì phụ thuộc rất nhiều vào ý thức của người dân. Xã Mường Mô vẫn gặp không ít những cái khó khăn, thách thức cần phải khắc phục, như là hệ thống chính trị ở cơ sở còn có những cái hạn chế nhất định, địa hình chủ yếu là đồi núi dốc dẫn đến cái thiếu đất sản xuất, bởi vì do nhân dân trước đây là tập quán canh tác chủ yếu là dựa vào sản xuất lúa nước, khi chuyển lên cái nơi ở mới thì cái diện tích lúa nước bị thu hẹp, cho nên là cái áp lực về cái thiếu đất sản xuất nó vẫn tạo lên cái áp lực về cái việc mà đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn. Và tỷ lệ hộ đói nghèo của xã thì vẫn còn trên 13%. Và trình độ dân trí một số bản thì còn thấp. Và một bộ phận không nhỏ, người dân vẫn còn cái tư tưởng trông chờ ỷ lại và chưa có ý chí vươn lên để thoát nghèo. Để duy trì và giữ vững các tiêu chí của chương trình xây dựng nông thôn mới, thì ngoài sự vào cuộc của chính quyền địa phương, yếu tố không thể thiếu là cần có sự đồng lòng, chung tay, góp sức của nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Chính vì vậy, công tác tuyên truyền luôn được chính quyền xã quan tâm chú trọng. Bên cạnh đó, xã cũng định hướng cho nhân dân tập trung phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình trang trại, chăn nuôi, kết hợp trồng trọt theo điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương. Tức là bản điểm Nam về tiêu chí nông thôn mới trong năm nay, trong nhiệm kỳ này là về cái gì để xây dựng từng cái bản điểm như vậy. Nhưng ở đây quan điểm của xã là không có tính áp đặt, mà cần phải có sự tuyên truyền vào cuộc của cả nhân dân, cho nên phải có sự đồng thuận của nhân dân. Cho nên xã đang bàn và hướng đến là cái tiêu xây dựng tiêu chí nông thôn mới là có địa chỉ cụ thể đối với từng bản, từng tiêu chí. Và để đối với hộ nghèo, xã cũng định hướng là phải có địa chỉ cụ thể giảm đến từng hộ và phân công cụ thể từng đồng chí phụ trách để giúp đỡ. Xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới đã khó, nâng cao và giữ vững các tiêu chí càng khó hơn. Đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng mà xã Mường Mô tập trung thực hiện trong thời gian tới. Ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân, thì đội ngũ cán bộ, đảng viên phải luôn gương mẫu đi đầu, nói đúng và làm đúng, đồng thời phải thường xuyên bám sát cơ sở, gần dân, hiểu dân, từ đó có cách tuyên truyền phù hợp và hiệu quả nhằm thay đổi từ nhận thức đến hành động của nhân dân trong việc chung tay cùng cấp ủy, chính quyền giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.